Và xin chào mừng tất cả quý khán giả chúng ta cùng quay trở lại với sân vận động Black Football Camp tại quận Tân Bình để cùng theo dõi trận đấu tiếp theo thuộc khuôn khổ giải bóng đá BK Champions League 2024. Cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ SD2K3 và DD2K4. Đánh đâu? Cuộc đánh đầu khá tốt nhưng chưa thể có được bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía SD2K3. Số 70 Thanh Liêm, số 23 Anh Sơn, số 77 Quốc Huy, số 6 Tấn Lộc và số 78 đó là Văn Việt. Một pha đưa bóng rất hay và như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho DD 2K4. Một pha đưa bóng hết sức bất ngờ của cầu thủ áo hồng đã mang về bàn thắng mở tỷ số dành cho đội bóng này. Người làm bàn có vẻ là cầu thủ áo số 93 Nguyễn Đức Thiên Thịnh. 1-0 dành cho DD 2K4, một pha bóng hết sức bất ngờ. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Thiên Thịnh đã có một pha xử lý bằng chân trái rất khéo. Ngay sau đó là một cú vẫy má ngoài chân phải mang phong cách Chivela khá kỹ thuật của cầu thủ này. Như đêm. Vào, không vào. Bóng vẫn chưa vượt qua được hệ thống phòng ngự của các cầu thủ bên phía DD2K4. Số 17 đang là cầu thủ đứng trước bóng. Như đêm. Bóng vẫn đi hơi cao so với khung thành của thủ môn đối phương. Như điểm. Vào. Nhưng vừa rồi thì trọng tài đã xua tay Như vậy chỉ là một quả đá phạt lên mà thôi Một chiếc thẻ vàng cũng đã được trọng tài rút ra dành cho cầu thủ áo đỏ Dứt điểm Vẫn còn Bây giờ thì đã có bàn thắng gỡ hòa dành cho các cầu thủ bên phía SD 2K3. Một đều pha làm bằng của cầu thủ áo số 7, vị trí của Trần Minh Tâm. Một đều. Trận đấu đã trở về bạch xuất phát với nỗ lực của Trần Minh Tâm cùng với đồng đội. Quả đá phạt không thành công của cầu thủ ở đó lại vô tình trở thành một đường kiến tạo không hề có lợi việc vị của cầu thủ áo số 7 và Trần Minh Tâm đã có một pha dứt điểm chính xác để mang về bàn thắng gỡ hòa dành cho SD 2K3. Và bóng rất nguy hiểm Trả bóng về Như điểm từ xa Bóng đã đi quá cao rồi Lúc này thì trọng tài đã nói coi kết thúc hiệp đấu đầu tiên Rất hay Vẫn còn Như điểm từ xa Không vào Của di điểm thắng Rất nguy hiểm đó là pha xử lý bóng an toàn của thủ thành bên phía SD2K3 Lỗi rồi Như vậy đó là một quả penalty Penalty dành cho SD2K3 Trong tay đã đứng khá gần Và những điểm chuẩn xác và những điểm chuẩn xác của Trần Minh Tâm của đúc bàn thắng của Minh Tâm 2-1 dành cho SD2K3 Minh Tâm đã có một pha dứt điểm chuẩn xác của đức bàn thắng của Minh Tâm. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Quá khó dành cho thủ thành của DD 2K4. Chị Thành vẫn đang quán xuyến khá tốt khu vực trung tuyến của SD 2K3. Rất hay! Vẫn còn! Quá đáng tiếc dành cho cơ hội vừa rồi của các cầu thủ áo đỏ. Đánh đâu Vẫn còn cú dứt điểm vẫn chưa thành công Ném biên dành cho SD2K3 Nỗ lực dứt điểm của Trung Nguyên Cầu thủ vừa mới được tung vào sân Rất hay Cơ hội dành cho các cầu thủ đó đưa bóng ngang Không vào Cũng vậy mà chưa thành công của cầu thủ áo số 74 chúng ta đã cắt coi rồi như vậy đó là một quả penalty một quả penalty dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ DD2K4 người dứt điểm sẽ là phạm ngọc nguyên linh thủ tướng anh của câu lạc bộ DD2K4 chúng ta hãy cùng chờ xem liệu nguyên linh sẽ có thể đánh bại được thủ thành đối phương đó là trần công khanh hay không nguyên linh và dứt điểm chuẩn xác của nguyên linh hai điều hai điều tình huống dần cao để lên đá penalty của thủ thành máu số 1 bên phía DD2K4 cũng như điểm chuẩn xác Quá khó dành cho thủ thành bên phía đội bóng SD2K3 Hai đều rồi